Một Phật tử lại hỏi: Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, Phật tử con tên là Trần Thị Tâm, đang sinh sống tại trường tại Thường Tín, Hà Nội. Năm 2005, chồng con không may bị tai nạn điện giật và mất ngay tại nhà ở Long Thành, Đồng Nai. Đến năm 2009, con bán nhà rồi cùng các con chuyển về Hà Nội để sinh sống, đến nay đã 13 năm. Do điều kiện chưa cho phép nên phần mộ chồng con vẫn còn để ở Nghĩa Trang Long Thành, Đồng Nai. Bây giờ gia đình con muốn được đưa mộ chồng con về Hà Nội, con mong thầy hoan hỷ chỉ giúp gia đình con cách bốc mộ và đưa về Hà Nội như thế nào ạ? Cái này thì chúng ta cứ làm như bình thường thôi, có gì đâu. Cứ làm như bình thường thôi. Làm thì Phật tử này vào thì nên cũng nên sớm đi, cũng không chuẩn bị hết thời gian rồi còn đâu nữa, hết tháng và người ta làm thì làm trước ngày rằm tháng 12 âm lịch thôi, chứ sau rằm tháng 12 âm lịch thì không ai làm cái điều đó nữa, và đặc biệt ra tháng riêng thì lại không làm cái điều đó theo cái quan niệm của gì, của cái văn hóa tập tục về việc tang gia, gọi là thọ mai ấy. Chứ Hán gọi là tập tục thọ mai, mình gọi là tang gia ở miền Bắc mình ấy, thì thường thường họ chỉ cái việc bốc mồ bốc mả thì thường thường bắt đầu từ cuối tháng 9 cho đến đầu tháng 12, khoảng trước rằm tháng 12, hay là gọi là trước rằm tháng 12 âm lịch đó, cuối tháng 9 âm lịch trở đi, từ rằm tháng 9 đầu tháng 9 hoặc rằm tháng 9 âm lịch trở đi cho đến trước rằm tháng 12 thì lại dừng, và lại đến tận sang năm mới làm. Thời gian đã sắp hết rồi, hôm nay đã là 29 rồi, tháng 11 rồi. Phật tử này nếu mà chuẩn bị kịp á, thì đến mùng 2 hoặc mùng 8 tháng 12 thì nên làm đi. Đã, kịp thì nên làm thì như là mình muốn gọn nhẹ thì thuê một chiếc xe. Thuê một chiếc xe 16 chỗ hoặc xe 7 chỗ gì đấy, mình vào mình làm. Làm thì nếu vào trong đó thì mình nhờ được các sư ra lễ cho thì tốt nhất, không nhờ được các sư thì Phật tử mình chỉ đến trước mộ thì mình khấn nguyện, trước khi đi mình khấn nguyện thắp hương trước ban thờ thần linh nhà tiên nhà mình trình bày việc đó, kính cáo với thần linh với tổ tiên nhà mình trước, với hương linh của gì của ông ấy trước, sau đó mình đi vào trong mình làm, nếu vào trong nó liên hệ được với sư đến làm lễ đồng thổ cho thì tốt nhất, nếu không thì tự mình làm được thanh bông hoa quả lễ thành tâm. Để ra đối trước cái mộ đó chỉ cho gì ba biến đại bi thập chú, một biến bát nhã, xong niệm an mani bát minh hồng một tràng, sau đó thì hồi hướng tam tự quy, và chúng ta khấn nguyện với thần linh thổ địa cũng như cái vong linh của người mất đang nằm ở dưới mộ kia là mình tên như thế gia đình như thế, với tâm nguyện muốn đưa ông về ngoài này với gần với tổ tiên, gần với con với cháu chẳng hạn. Đấy, thế ta làm thôi, làm xong thì cái tiểu đó thì bốc lên thì cái xương đó là cho vào cái tiểu bọc cho nếu mà để sợ cái mùi nó ra xe các thứ thì mình có thể là bọc gì, bọc thêm là ni lông vào. Đấy, bọc thêm ni lông, cho ni lông vào xong bọc vào cẩn thận, trong về nhà mình cũng gì an táng bình thường giống như bốc mộ liệt sĩ thôi. Đấy, bốc mộ liệt sĩ như thế nào thì bốc mộ cái này cái kiểu như thế. Đấy, bốc mộ liệt sĩ có khi họ đi từ Nam ra Bắc mà. Đấy, cái đấy rất đơn giản thôi, nó không có gì phải nặng nề đâu. Đấy, Phật tử này thì cứ liên hệ mà làm cái việc đó, cứ sắp xếp làm cái việc đó. À, nếu mà kịp thì làm vào ngày mùng 2 này, nếu không kịp thì đến mùng 8 tháng 12 tới đây. À, thì mình có thể nếu mà xa thì mình phải đi trước mất 1-2 hôm đi. À, đi vào trong mình bố trí làm sao mà cái ngày đó thì mình làm. Làm thì thường thường người ta sẽ lấy lên vào buổi ban đêm. À, ban đêm thì sẽ buổi chiều hôm trước làm lễ. Ví dụ làm vào ngày mùng 8 chẳng hạn thì mùng 7, chiều mùng 7 âm lịch khoảng độ tầm từ 3 đến 5 giờ thì gọi là phá nấm đi, đào tới cái nắp quan tài đó thì để đấy, chưa được bật ra, mà đến đêm hôm đó, ví dụ đêm mùng 7 rạng sáng mùng 8 thì từ 3 giờ đến 5 giờ khoảng giờ đó, đấy, nếu mà làm vào ngày mùng 7 mùng 8 thì như vậy, 3 đến 5 giờ chiều thì làm lễ gọi là phá nấm, động thổ phá nấm. Còn khoảng đến xong đến nắp quan tài thì cứ để đó. À, đêm hôm đó thì từ 3 đến 5 giờ, đêm mùng 7 rạng sáng mùng 8 là từ sang ngày mùng 8 rồi đó. Thì từ 3 đến 5 giờ sáng bắt đầu bật nắp quan tài và chuyển xương của ông vào cái tiểu.
mình cho lót cái sợ cái ra mùi ra thì cho lót ni lông vào. Đó, cho lót một cái lớp ni lông hoặc là cho lót đấy vào cái vải gấm vào ở trong, xong rồi cái lớp hai ba lớp ni lông buộc ở ngoài. Đó, buộc ở ngoài cái tiểu ấy, cho tiểu vào buộc ở ngoài tiểu xong về đấy thôi. Mình thuê chuyến xe mình đi. Đó, nhưng mà khi đi ở trên đường làm cái việc đó thì thường thường là theo các kinh nghiệm của các cụ là khi đi trên đường là mình lấy một tí vài đồng tiền lẻ và tí gạo tí muối. Cái đi qua cái cầu nào thì mình rắc xuống đó. Đó, qua cầu hoặc qua cái đền cái miếu Bái Tha Ma thì mình rắc cho tí mấy đồng tiền lẻ, gặp nhỏ nhỏ lại về tí gạo tí muối mình rắc xuống đó. Đây là cái quan niệm của các cụ ngày xưa. Đó, kiểu như thế, và mình khấn mình thắp hương suốt cái lúc đi về. Đi từ trong Long Thành về về tới Hà Nội thì tới Nghĩa Trang thì mình làm lễ mình an táng và mình chôn mình xây thôi, bình thường thôi. Đó, đấy là phương pháp làm như thế, giống như bốc mộ liệt sĩ thôi.